Mai xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Cả nhà ơi, thì hôm nay thì Nguyệt Mai tiếp tục dẫn ba mẹ Nguyệt Mai đến tham quan một nơi, đó là cầu ngắm biển ở hồ Tràm nha cả nhà. Thì hổm rày Nguyệt Mai nghe nói là cây cầu này đi vào hoạt động cũng lâu rồi và thu hút rất là nhiều khách tham quan du lịch. Nguyệt Mai hôm nay dẫn ba mẹ Nguyệt Mai đến đây ngắm cây cầu như thế nào nha. Nguyệt Mai cũng mời cô chú anh chị và các bạn cùng theo dõi video của Nguyệt Mai. Xin hãy like và đăng ký kênh ủng hộ Nguyệt Mai nha cả nhà.
Cả nhà ơi, video của Nguyệt Mai đến đây cũng khá dài rồi. Nguyệt Mai xin kết thúc video tại đây. Nguyệt Mai cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video của Nguyệt Mai. Hãy like và đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để đón xem video mới nhất của Nguyệt Mai nha. Xin chào và hẹn gặp lại.